Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng, trong đó có 6 ca liên quan đến các cơ sở giáo dục. 3 trên 9 huyện thành phố trong tỉnh có ghi nhận ca mắc mới, cụ thể, huyện Bình Đại 18 ca, thành phố Bến Tre 7 ca, huyện Chợ Lách 1 ca. Tổng số ca dương tính cộng dồn 42.813 ca, cộng dồn F0 kết thúc điều trị 41.679 ca. Ngày 19 tháng 2 là ngày thứ 6 kể từ đầu tháng 2 năm 2022, Bến Tre không có ca tử vong do mắc Covid-19. Cộng dồn số ca tử vong 400 ca, toàn tỉnh có 1.358 trường hợp đang cách ly, trong đó cách ly tế tại nhà nơi cư trú 1.357 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 1 trường hợp.